Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh ha. Thì quý cô chú anh chị ơi, buổi trưa nay Duy Minh cũng cảm thấy có rất là nhiều bà con cô bác đi xe 16 chỗ đang đậu ngoài đó. Một số bà con thì đi vệ sinh, một số bà con thì vô đây để là biến màu chú Vũ Linh ha, và cô Thanh Kim Huệ nè. Chào chú nha. À. Cho đi sơ đi theo sơ đi anh không biết mấy chụp rồi đi chạy không chết rồi tụi con chào các cô chú nha. Dạ. Được cái đưa tôi lên. Dạ, con sẽ đưa câu xuống. Cô cô chú cô nói đừng có đưa cô lên. Ủa, cô chú từ Mỹ đến rồi đi luôn. Cô chú từ Mỹ đến về hả cô chú? Dạ. Bên Mỹ. Mới về thăm nằm ở đây à. Thì rất là mến mộ à, Vũ Linh thì dạ. Có cảnh hồ quản từ hồi nhỏ rồi. Dạ. Rồi cảnh hồ quản đồng Minh Tơ mấy có Hồng Tơ rồi dạ. Có Phượng Mai. Dạ. Coi thấy nhất là cái tuồng đường sao ba chút bên đài của Phượng Mai đó. Dạ. Ở bên Mỹ về đóng. Do chú Vũ Linh đóng ha. Ừ, rất là hâm mộ. Và thấy vậy cũng tại vì chú ngày xưa là ở vùng Nhật. Dạ. Biết kỹ sơ cho mình chim. Dạ. Đó, chẳng là thấy cái lũ sống này giống gần đường Chi Lăng. Dạ. Bây dạ. Giờ là Phan Đăng Lưu đó. Thì thật sự mình nói là rất rất hâm mộ. Cái lĩnh từ Việt Nam vô bên qua bên này. Dạ. Qua bên này cũng muốn phim coi cái đoàn Apple phim đó. Họ sản xuất đó. Dạ. Không có tuần nào, không có tuần nào chú bỏ cái tuần mà nhà hồ rất là hâm mộ. Chú gần quá ha, rất hâm mộ tại vì Vũ Linh thanh niên về từ ngày xưa cái tuổi lan gà tiệp với Chi Tâm Thanh Tuấn mới cái đó là chú thành chú Chi Tâm đúng không? Ừ, Chi Tâm chú Chi Tâm hát hay lắm á. Hương Lan cũng ngày xưa Chi Tâm Hương Lan là vợ chồng với nhau cũng đóng nhưng mà hiện tại giờ là cô Hương Lan cô chuyển qua nhạc Bolero rồi. Nhưng mà ngày xưa hát cải lương rất là hay. Cái thời mà thịnh nhất là ngày xưa là Thanh Tầm. Dạ. Thanh Bạch, Bạch Lê, Vũ Lợi, Yên Lợi. Cái thời đó là chú hình như là chưa có được nổi tiếng mấy. Cái thời chú Du Linh á là chú Thanh Tầm là rất là nổi tiếng rồi. Đúng. Dạ. Bạch Lê nữa. Dạ. Bạch Lê rồi Bạch Mai. Dạ. Thì sau này có cái cô Bình Tinh như là con á là sau là này con. Rồi. Dạ. Còn ngày xưa là Bạch Mai, Thanh Bạch, Vũ Lợi, Thanh Tầm. Dạ. Rồi Kim Bên sau này mới thấy hệ sau này từ mấy cái thời trước á là có Bạch Tuyết Bạch Tuyết với Hồng Cương đóng trong Yêu Người Say Người Đi chú nhớ lắm. Yêah. Yêu Người Say Yêu Người Đi cái tuồng đó đóng rồi Bỏ Đông Sơn Bạch Thu Hà là sau này rồi. Yeah. Trước mấy cái tuồng mà của chú Thanh Tòng đồ đóng đó đúng không? Đúng. Yeah. Rồi đúng rồi có Phượng Mai đóng nhiều tuồng kêu anh phụ. Dạ. Yeah. Yeah. Cái luôn hồ quản đó. Thật sự đó không có tuồng nào mà chú bỏ hết. Nói nói chú kể bao nhiêu đó là con cũng biết là chú là đam mê cái lương lắm á. Mỗi lần cái luôn hồ quản là ngày xưa là phải tại chương trình số 9 á. Dạ. Đang trắng. Yeah. Cái về cải lương rồi chú mời cho coi hết. À VTV9 đúng không chú? VTV9 ngày xưa. Dạ ngày xưa. Chương trình số 9. Mà cái đài truyền hình này, cái tivi ngày xưa là đen trắng nó dạ. Chỉ có màu mà lúc đó khó bắt lắm chú lúc cái giật à dạ. anten xoay đúng hướng dạ. đúng nhiều khi nhà con xem mấy cái video đó là cái tivi đó là phải có người phải dịnh đó chứ gió nó xoay cho khá mà màu sắc còn là muốn màu quá thì nó có kín ở ngoài á kín ở ngoài tại vì cái thời đó khi mà tivi ra nó là rất là nhiều người trong xóm nó mở có tivi là bao nhiêu bây giờ mở rồi súng lại rồi vui nghe chú phải nói luôn cũng đinh là rất là hay rất là thích rồi sau
75 là ba mẹ chú Mỹ đó, dạ. Cũng thích Vũ Linh. Dạ. Chú khi mà chú mà từ Việt Nam qua Mỹ thì chú lúc đó chú có còn theo dõi nữa không chú? Còn chứ. Dạ. Lúc mà trừ khi ở trại ở bên dạ. Mỹ, khi mà cái thời gian mà nó ra cái VSSF á, dạ. Cái bướng á, cái tiệm á, chú về chú. Chú có ba mẹ của chú chưa qua bên này, mà bà cụ rất là thích Hậu Quảng, tại vì bà cụ đi dân miền Bắc nhưng mà chị Tư Nam cũng rất thích, cho nên có cái thuận tiện á, chú dạ. Để bà cụ cũng không có cái tuần nào mà tuần nào tức mà... chú cái tức là chắc mà theo như con nghĩ cái thời mà chú đi qua bên Mỹ á, lúc ban đầu chắc mình muốn xem những cái vở tuồng mà mới là cập nhật mới của chú Vũ Linh chắc cũng khó lắm hả chú? Khó, một thời gian sau mới có. Dạ. Thì thằng sau là tự nhiên là có cửa đồng phim bên này đó, họ bán được bản quyền. Chẳng hạn như là cái tuồng nó diễn ở Việt Nam họ thâu đó, dạ. Họ bán có bản quyền bên lúc đó họ mới xin phép là in ra để mà bán, rất là tình hình. Dạ. Nhiều người coi giống vậy mỗi lần mới là phải đợi. Dạ. Cái đó là lúc đó băng hay đĩa hả chú? Hả? Cái hồi đó là hình như dùng băng đĩa phải? Ừ. Băng đĩa, cassette. Không, chưa cassette thép. Dạ. Cassette. Cái lúc là VHS á. Dạ. Băng cassette. Đĩa là sau này rồi. Dạ. Cái DVD là sau này rồi. Dạ. Là cái cassette. VHS thép. Cassette. Nhiều khi là cuốn 1, cuốn 2 nó nhiều. Dạ. Nó có cuốn cái nó nhỏ em, nhỏ xíu nó nhỏ hơn cái băng phim mình. Thôi xíu chú đi nha, mấy em của chú con cậu. À, lúc mà mở mất thì chú không về chỗ tan được. Dạ. Ruột đó. Dạ. Mở ruột đó thì bây giờ hết Covid rồi mới qua. Dạ. Còn chú vô mát nè chú. Chú đi vô mát. Chú ở bên Mỹ là bao nhiêu năm rồi chú? 48 năm. Qua. Cái này chắc cũng sáu mấy rồi. Sáu mấy ha. Dạ. Ok, cảm ơn nhiều nha, tại vì rất chú thứ mấy chú? Hả? Chú thứ mấy? Chú là con cả hết, đầu hết. Chú thứ hai ha. Đúng rồi. Con cả là thứ hai chú, miền Nam con là chú hai. Dạ. Thứ hai. Dạ. Rất là vui, tại vì 6 năm sau mới về đây lại, 6 năm trước đó, thì mợ còn. Dạ. Có rất là kia là 6 năm sau về là mợ mất, còn cậu vợ là ngày xưa là nuôi chú từ thời trước rồi lớn, bây giờ về trả ơn. Dạ. Có thể trả ơn với nhau, rất là thương. Rất là tình cảm của mình đứa em sau này nó rất là thương, tại vì cứ hứa về không về, tại vì có ăn việc làm bên Mỹ nữa, cháu biết, với lại thời Covid nữa. Mà chú về đây là lâu chưa chú? Chú mới về được có 3 ngày thôi. 3 ngày ha, mà chú về với ai chú? À, chú về với bà xã. Bà xã. Với mấy người em. Dạ. Ok thôi chú đi nè, tụi mày có cái nhiều. Dạ. Có nhiều chương trình đi rồi, chú có cái lịch dạ. Chương trình đi đâu cho mấy đứa em, nó đưa rồi, mấy đứa này. Chưa tới sau bó, còn chú là sau bó hết rồi. Dạ. Ở nhà bà xã chú cũng sau bó. Dạ. Ok, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, con cảm ơn chú đã chia sẻ ha chú. Dạ. Rồi, quá quý luôn. À, rất là hiếm hoi những mà Việt kiều ở bên nước ngoài mà về mà chia sẻ là rất là tâm đắc luôn ha quý chú vậy, và xem và biết ganh những cái vở tuồng mà của những nghệ sĩ cải lương. À, đặc biệt đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì vì mình cũng rất là xúc động khi mà nghe chú chia sẻ về là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng như một số nghệ sĩ khác như là chú Thanh Tòng rồi nè. Đó, rồi chú mà nghệ sĩ gì gạo cội không à quý của chúng chị. Nói chung là những nghệ sĩ gạo cội không à. Mình kể ra thì cũng rất là nhiều đó. Nên là Duy Minh rất là cảm ơn chú đã chia sẻ và biết đến là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một người mà hát Hồ Quảng, phải nói là ông hoàng Hồ Quảng, thì đến đây đã chia sẻ nhiệt tình với anh em mình. Quý anh chị nghe những lời chú nói thì biết là chú rất mến mộ rồi, cho nên là từ ở bên ngoài mà bước vào đó là Duy Minh cảm thấy chú đi băng vô, là chú đi thẳng vô đây tại mộ của chú Vũ Linh với là cô Thanh Kim Huệ. À, như mình biết được một điều đó là chú rất là quý bộ môn cải lương. Mong rằng có nhiều khán giả ở nước ngoài, Việt kiều ở nước ngoài về đây cũng là giống như chú, chia sẻ nhiệt tình vui vẻ giống như là những bà con Việt kiều 11 người đó quý của chú anh chị, cũng rất là nhiệt tình và chia sẻ anh em tặng. Rồi có tặng tiền nè, rồi gửi cho anh em mình cúng. Hôm nay là Duy Minh còn một cái mâm cúng của cô Liên, Diệu Liên quý cô chú vậy. Đây là một cái mâm cúng cuối cùng
trong số 100 đô của cho cô gửi cho Duy Minh. Thì trái cây á, thì Duy Minh cũng cho cô dùm chú hai đại đắc đã hoàn thành rồi. Thì hôm nay Duy Minh để sơ lược lại cho bà con cô bác biết ha. Để đọc sơ lại ha. Đây Duy Minh thì có ghi sổ sách đàng hoàng đó, để khi mình phòng ngừa mình quên ha quý như vậy. Đây cơm thì Duy Minh cúng cái mâm cơm đầu tiên cho cô Vũ Liên á là ngày 9 tháng 10 quý như vậy, 500k. Và đến ngày 16 tháng 10 Duy Minh cúng mâm cơm 400. Và đến ngày 24 tháng 10 thì Duy Minh cúng một mâm cơm 500. Và đến ngày 26 tháng 10 thì Duy Minh cúng mâm cơm 500. Tổng cộng là 1.9 triệu quý cô chú chị ơi. Thì hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 Duy Minh cúng một mâm cơm của là cô là 500 ngàn nữa là 2.4 triệu quý cô chú chị. Thì đô thì bây giờ thì Duy Minh không biết nhưng nó khoảng tầm khoảng 2.4 triệu, 2.4 triệu ngoài gì đó quý cô chú chị. Đó, tính 2.4 triệu đi. Đó, cho nó giải thì Duy Minh cúng đủ 2.4 triệu luôn. Còn chú hai trời đất thì Duy Minh đã cúng hoàn thành rồi ha quý cô chú chị. 50 đô rồi cũng chơi cây. Mong bà con cô bác xem video cũng để lại những cái comment bình luận ha ha quý cô chú anh chị. Còn một số cái hủy mà các chị em ở nước ngoài, cô chú nước ngoài cũng gửi cho Duy Minh thì Duy Minh vẫn còn giữ ở đây. Những cái tiền hủy như nghèo của chị Hùng Ngọc, và chị Vi Vi Trần, chị Liễu Phan, quý cô chú anh chị, và chị Kim Anh Nguyễn. Mong bà con cô bác hay theo dõi và cập nhật sát giùm Duy Minh ha. Nhiều khi Duy Minh mà cúng xong rồi á, Duy Minh cũng không có gỡ cái đường link được, thì mong bà con cô bác hãy xem kỹ lại. Thì video đến đây Duy Minh cũng là xin kết thúc. Mong bà con cô bác xem video cũng ở đây thì không còn ai nữa quý cô chú chị, chỉ còn mấy anh em thôi. Thì cố gắng giờ nào thì hay giờ nấy quý cô chú chị ơi. Nhưng mà Duy Minh cũng phải cố gắng, thật cố gắng để chia sẻ cho bà con cô bác ha. Và cập nhật và đền đáp cái công ơn của chú Vũ Linh đã độ cho mấy anh em ở đây được bà con cô bác biết đến và gỡ cúng cơm hàng ngày cũng như là cúng trái cây và gỡ những cái hoàn quà cho anh em. Duy Minh thay mặt cho tất cả các anh em YouTube cũng như là những ekip ở mộ gửi lời cảm ơn chân thành đến là cô chú bác ở nước ngoài cũng như trong và ngoài nước, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đã gửi đến cho Duy Minh. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con, chúc bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe ha, làm ăn phát tài phát lộc, gia đình gia đạo được ấm no hạnh phúc. Quý cô chú anh chị.